hóa nghĩa là tí ăn cơm nhỉ, quý hóa quá qua con về chơi với học với con nhặt cầu với uống thì chiều qua giờ lúc mà còn hoặc canh bánh nè rồi lấy cái gối cho bà kia nữa. Cà phê rồi, dễ thương chưa? Đang chăm chú hết lòng tới cây. Bỏ lên trên của nó nước hết ra ra ngoài kìa. Cho lên trên, cho lên trên bình con, cho lên trên cao. Cầm có con cầm em, cầm. Cầm mấy quên cầm mấy. Cầm mấy. Đó, để vậy. Đó. Chăm chú lắm, chú rồi. Rồi, trăm hoa ngày Tết. Tưới, tưới ra ngoài. Cảm ơn con yeah. Tôi lấy cái khác xuống. Lấy cái khác xuống lòng. Lấy khác đi. Lấy khác xuống lòng. Cái thế thì mẹ làm thôi. Mà cũ nó lâu lẽ rồi. Lấy tay khác xuống. Yeah.
lâu đi, lâu đi, lâu hết chỗ đó, tí bánh môi bánh lá này. Nó chưa tới 2 tuổi. Chưa tới 2 tuổi hả? Chưa tới, anh mới tới tuổi mấy à? Lâu hồi đi bánh kép nước lá mà không bánh đấy. Đấy, biết tay cầm. Cầm lá đây. Chỉ để gói bánh nha. Đâu phải chỉ có phụ nữ gói bánh ngày xuân. Này con nhìn là đẹp rồi chưa? Qua cái bông hoa dễ thương ha. Đó. Anh thua cái góc máy. Tức là cái nhìn của người ta đang lưu tâm đến một cái đứa nhỏ. Đấy. Chỉ. Nào, tiếp tục. Đâu lên. Đứng tay, tay dưới lại. Tay dưới đây này. To quá. Đâu không. Đâu không. Đấy. Rồi, đặt lại. Lên đầu.
con đây rồi. Thằng ra phải là cháu nói mà. Cứ thằng ra mình trả bà cho con. Lâu rồi ơi, mấy năm nữa. Thằng con nó cứ mặt nó sợ nó cọc như thế này. Anh đi con nói gì ở bên này cho đây giáo qua một bên. Anh đem lại. Mất rồi ta. Đấy rồi. Mâm đâu? Để trên bàn kia.